Lúc đó là lúc em mới vô nhớ, một tháng em gần bị đuổi cùng 7-8 lần. Là thử yêu cầu đuổi. Ưa lắm, lúc đó vô là coi em giống như là hàng bẩn bựa nào vậy đó. Dơ lắm, bá dơ. Nói về cái biệt danh của mọi người đi. Thủy Nguyễn, em có biệt danh gì trong nhóm, mọi người đặt em là cái gì? Thủy thì trong nhóm thì kêu là Thủy thôi. Tại ngày trước Thủy khó lắm. Chứ không có thấy nào Thủy mà người ta đê thêm chữ phù vô hả? Một thời là tụi em gọi là Thánh Nữ. À, Thánh Nữ. Tại vì bà giống như là bà chưa biết cái mùi đời là gì cả. Dạ không phải ạ. Thực ra là tại vì lúc mà mới bắt đầu vào nhóm ấy thì lúc ấy là em rất là nghiêm túc. Và thực sự là lúc đấy thì em nghĩ là tại vì trước khi mà thành lập Pháp ấy thì em luôn nghĩ rằng là sau này em sẽ muốn trở thành một diễn viên mà theo hướng là chính kịch ấy ạ. Cho nên là em cũng không có thể nào mà có suy nghĩ rằng là sau này mình sẽ trở thành một thành viên ở trong một nhóm hài. Cho nên là lúc ấy khi mà mọi người phăng miếng hay là thoại hài hay là một cái gì đó thì em cảm thấy là trời ơi sao cái này nó kỳ quá. Hoặc là lâu lâu mà các bạn nói tục này kia, cái là em thấy biết tại sao mà quá. Chị, hồi nãy em bị nói là lố chưa? Là lâu lâu dạng như anh em vô cái má này diễn kỳ quá. Anh ơi, anh Vinh nãy nó nói má mẹ gì đó, giờ xử lý nó làm sao? Không, tại vì là lúc em mới vô nhóm một tháng em gần bị đuổi cùng 7-8 lần. Vậy hả? Mới vô nhóm một tháng rồi đuổi rồi em 7-8 lần. Vậy hả? Tại sao? Lâu lâu nói chuyện để em vô cái. Là Thủy yêu cầu đuổi. Ưa lắm, lúc đó vô là coi em giống như là hàng bẩn bựa nào vậy đó. Dơ lắm, nó dơ. Dạ. Là không chứ ha. Đóng giang hồ giang hán rồi kia đó. Tại vì Thủy là thường là ở miền Nam hay giỡn lắm. Mỗi lần có trong lớp mà đứa nào tên Thủy cái rồi bỏ cho thêm chữ phù vô. Bị đuổi luôn hả? Chắc thôi nói thế thì em mang tiếng ác quá. Nói quá là hợp luôn. Đó. Nói vậy thì em cũng hơi mang tiếng ác, nhưng mà thực ra không phải. Tại vì lúc đấy là cơ bản là em cũng không có cái kiểu lầy hài trong người ấy ạ. Thì khi đó tức là về năm sáu năm trước thì những cái ngôn ngữ đó hoặc là những cái đó thì nó rất là nhạy cảm. Thực sự là nó rất là em cảm thấy là nó không phù hợp với lại em. Dạ đúng rồi. Để dụ chó luôn đi anh. Trên một chuyến xe nọ tụi em đi diễn xa xôi thì tụi em mới ngồi để chơi với nhau, để ví dụ với nhau, để ví là thằng này này đen, này là chó mực, em là con chó mặt sậy, chó cỏ. Cái quay qua hỏi Vi là chó gì tối hợp luôn. Căng thẳng cái xe im. Tại sao mọi người lại như vậy? Cái xe im ru kể từ đó chơi đi. Vậy hả? Ủa sao mà em có quyền lực dữ vậy? Lúc đó là không phải, tại là tự mọi người cho em cái quyền gọi là kiểu được phản bác được ấy. Em cũng được các bạn cũng là kiểu thực ra thì em cũng không có phải là thái độ gì gay gắt đâu, tức là mọi người chỉ giỡn với nhau thôi. Thì em cũng không có gì hết, nhưng mà cái có quyền có một thứ nhạy cảm. Vậy còn Vinh Râu thì có cái biệt danh gì? Vinh chảy với Vinh mò. Vinh chảy với Vinh mò. Vinh mò hả? Là em chậm lắm đúng không? Rề hả? Tại thao tác của em thì nó hơi dạng như bị cái mấy cái slow motion mà hồi nãy là mọi người diễn là những cái động tác bình thường của em. Bình thường của em. Còn chảy là ngủ mà chảy nước miếng hay không? Không, tại em bị nóng máu, ơi không nóng trong người á. Cho nên đi quay thì mặc mấy cái đồ nực nực giống vậy là em hay chảy mồ hôi lắm. Mà em lại thích mặc cơ. Đó, cho nên gọi là Vinh chảy, chảy mồ hôi. Hoặc là Vinh mò. Mò. Vinh mò, hai nghệ danh. Rồi con Phước. Phước cày, Phương cự. Phương cày Phương cự. Phương cự, ủa hai cây lộn lắm hả? Không, em sống trang hòa với mọi người. Nó khó tính lắm chị. Tại sao? Thực ra là rất là khó luôn đó chị. Ví dụ như là đi quay mà ví dụ như người ta chỉ nói sai một chữ thôi là Phương bắt lỗi rồi. Mà bắt lỗi là cái kiểu mà bắt lỗi mà rất là khó chịu luôn. Tức là khi mà người ta cũng đồng ý rồi đấy nhưng mà kiểu không chịu nữa. Lên Google search cho bằng được okay, cái từ đấy là như thế nào. Tức là phản bác người ta sai nhưng mà tôi có bằng chứng đó. Đó, tức là mọi người kiểu đã bỏ qua cái chuyện đấy rồi, Phương cũng phải lên Google search cho bằng được cái từ đấy như nào đó, nhìn đi. Này, cố chắc. Đúng rồi, cái đâu phải là khó, gọi là cố chắc. Nhưng mà tại sao gặp Phương cày, tại em thích ăn thịt chó à? Dạ không, tại vì có một cái
mới tập cái nét diễn của em mới nhìn giống con cầy manh gút á. Cầy hư chị, em diễn sao mà qua tới thành cầy hư. Không mà Vinh nó đặt cho em cái biệt danh đó là chết cái tên luôn. Vậy hả? Dạ. Là sau đó là chị là có làm một cái series hài là chị mời em đóng vai Phương Cầy luôn hả? Dạ, là sự tích Phương Cầy đó cho đó. Dạ, có luôn lên cái nguyên cái sự tích Phương Cầy một cái clip ở trên YouTube. Chị có muốn xem hình ảnh của Phương Cầy ở trên đây không ạ? Vậy hả? Phải. Chỗ người ta cái chương trình một cái đài truyền hình Việt Nam mà đưa lên cầy chó vậy đây. Một chút nữa chị sẽ cho lên. Một chút chị sẽ cho lên. Tại chị muốn hỏi hết biệt danh của mọi người để mà Vũ tặng cho chị một cái bài cho nên là chút chị sẽ đưa nó lên. Còn Vũ là cái biệt danh gì? Thái Nhỏ. Nhỏ hả? Dạ. Là đen á hả? Dạ là cái xui đen nó nghĩa bóng rồi nghĩa đen luôn. Xui. Là em bộ em đem đến cái xui xẻo hả hay là em bị xui? Không có nhiều cái trường hợp mà ví dụ không tin được nói ra là nói mình nói xạo. Đây, là sao em? Nói cái sách mách có chứng là không phải là tụi em trải nghiệm rồi. Cái đó nó chỉ nói tụi em xạo, fan trải nghiệm. Anh hãy dụ chụp tụi em tấm hình. Có một bạn fan tới xin anh dừng xe lại xin Thái, anh Thái, anh Thái chụp em tấm hình. Là vừa móc điện thoại ra trợt tay rớt điện thoại xuống cái bạch bởi màn hình. Anh Thái xui thiệt rồi, rớt điện thoại vô chạy đi luôn. Cất lại với chị. Đón xem tối chủ nhật vui vẻ lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3.